cho các bạn cái laptop top của Motorola. Đây là một phụ kiện rất là đặc biệt. Mình gắn cái Motorola chip vào đây và nó như là một cái chip như là bộ não cho nó hoạt động vậy. Các bạn đã xem cái chức năng của nó rồi, bây giờ mình muốn mở nó ra xem bên trong nó có cái gì. Bởi vì thực chất là bên trong nó cũng có pin, một số cái linh kiện điện tử. Các bạn phải nhắc lên cẩn thận để không đứt cái cáp đó, và tốt nhất là nên tháo cáp ra đây. Cái bộ phận này rời ra, bây giờ mình thấy là có hai cái ốc để giữ cái màn hình, cái màn hình lên trên cái thân máy. Đây các bạn thấy có một cái cáp nữa rồi đây. Đây có một cáp nữa, phải là hai cái cáp tất cả. Gỡ tất cả. Đây chắc chắn là phải có cái cáp để nối với thân máy với cái jack bát này. Chúng ta có thể gỡ cái cáp phía trên thân máy hoặc là phía cái pin khá là mỏng.
ba bị kéo đây nữa. Đây là cái mạch điều khiển, trong đó có hai cổng kết nối cái nguồn, đây là loa, bên này có một cái loa, bên này có một cái loa, là hai loa hai bên.